Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu ở thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt ở Trung Quốc trong những ngày qua đã làm sập một cây cầu ở thác Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, cây cầu ở thác Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc bị hư hại do lũ lụt, buộc phải đóng cửa điểm du lịch nổi tiếng này trong tuần qua. Thác Hồ Khẩu, thác nước lớn nhất trên sông Hoàng Hà, cũng nổi tiếng là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới với chiều cao 20m, chiều rộng thay đổi theo mùa, có thể lên đến 50m trong mùa lũ. Từ đầu tuần trước, thác nước Hồ Khẩu đã bước vào mùa lũ năm 2022 ở Trung Quốc. Lưu lượng dòng chảy thác Hồ Khẩu đã lên hơn 1.500 m3 trên giây, gấp 3 lần lưu lượng bình thường. Do mưa lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước, nổi tiếng trên toàn thế giới vì nước có màu vàng, thác Hồ Khẩu giống như một ấm trà khổng lồ với hình ảnh dòng nước vàng chảy cuồn cuộn và đặc biệt hung dữ trong mùa lũ. Sông Hoàng Hà cũng là một trong những nơi sở hữu dòng chảy của lũ mạnh nhất thế giới. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ của thác nước màu vàng lớn nhất thế giới mỗi khi mùa lũ về thu hút không ít du khách. Hôm qua, Trung Quốc cảnh báo mưa bão cấp 4 ở nhiều tỉnh thành, báo động nguy cơ lũ lụt và lở đất. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu xanh cấp thấp nhất trong thang cảnh báo 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc về các trận mưa bão ở một số tỉnh và khu vực nơi đã hứng chịu lũ lụt và mưa như chút tàn phá trong hơn 2 tháng qua. Tân Hoa Xã dẫn bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho hay, từ ngày hôm nay đến ngày mai, dự kiến sẽ có mưa xối xả ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Một số khu vực nói trên sẽ có lượng mưa hơn 70mm mỗi giờ, kèm theo dông bão và gió mạnh. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác về khả năng xảy ra lũ lụt, lở bùn và lở đất, đồng thời khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm. Trung Quốc có một hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ là màu nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Lũ lụt gây nguy cơ đe dọa an ninh lương thực tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt ở Trung Quốc kéo dài hơn 2 tháng qua đã hủy hoại mùa màng của nông dân, làm tăng giá và gây nguy cơ đe dọa an ninh lương thực. Vào thời điểm này trong năm, lúa trồng trong trang trại của gia đình Bao Wen Tao lẽ ra đã sẵn sàng để thu hoạch. Nhưng năm nay, lũ lụt đã nhấn chìm những vùng đất rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc, bao gồm hơn 36 mẫu lúa mà Bao, 19 tuổi và cha anh trồng ở gần hồ Bà Dương. Mùa màng thất bát hoàn toàn, lúa đã gần chín và chuẩn bị thu hoạch trước lũ, nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn nữa. Bao nói với CNN Business trong một cuộc phỏng vấn trên ứng dụng mạng xã hội WeChat, đồng thời cho biết thêm rằng gia đình anh đã mất khoảng 200.000 nhân dân tệ, khoảng 28.000 đô la Mỹ. Nước lũ dâng cao làm vỡ đê bao hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây vào tháng trước, phá hủy hàng nghìn mẫu đất nông nghiệp ở nơi được gọi là vùng đất của cá và lúa. Lưu vực sông Dương Tử, trong đó bao gồm hồ Bà Dương và trải dài hơn 6.200 km từ Thượng Hải ở phía đông đến biên giới Tây Tạng ở phía tây, chiếm 70% sản lượng gạo của Trung Quốc. Đối với những người nông dân như cha con anh Bao, thiệt hại thật nặng nề. Mưa lũ không chỉ làm hỏng mùa màng mà họ sắp thu hoạch, mà quy mô của lũ lụt khiến họ không thể cứu vãn được gì từ năm nay. Đất vẫn còn ngập nước, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thu hoạch được gì cả trong năm nay, Bao nói. Trận lụt tràn ngập trang trại của Bao và hơn 13 triệu mẫu đất trồng trọt là trận lụt tồi tệ nhất Trung Quốc phải trải qua trong nhiều năm. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của lũ lụt là 21 tỷ đô la Mỹ. Do đất nông nghiệp, đường xá và các tài sản khác bị phá hủy, khoảng 55 triệu người, bao gồm cả những nông dân như Bao, đã bị ảnh hưởng. Hậu quả lũ lụt Trung Quốc là một tin xấu đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang ở trong tình trạng mong manh vì đại dịch COVID-19 vừa qua, nay lại đang tái phát. Trong khi đó, lũ lụt ở Trung Quốc có thể sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn. Dự kiến mưa lớn tiếp diễn trong suốt tháng này, và các quan chức Trung Quốc đã cảnh báo rằng lũ lụt có thể lan rộng hơn về phía Bắc, đe dọa đến thu hoạch lúa mì và ngô.
Thưa quý vị, không rõ nguồn cung cấp lương thực của Trung Quốc có thể gặp rủi ro như thế nào vì chính phủ chưa công bố chi tiết cụ thể về tình trạng sản xuất hiện tại. Theo các nhà phân tích tại Nomura, nếu lũ lụt được kiềm chế vào cuối tháng này, tăng trưởng GDP nông nghiệp có thể giảm gần 1% trong quý 3 năm 2022, tương đương với hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ sản lượng nông nghiệp bị mất. Số tiền đó dựa trên những thiệt hại được ghi nhận vào giữa tháng trước tại 7 tỉnh miền Nam bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Trong khi đó, các nhà phân tích tại công ty môi giới Trung Quốc Xinhuan Gongguan gần đây ước tính rằng Trung Quốc có thể mất 11,2 triệu tấn lương thực so với năm ngoái. Do diện tích đất trồng trọt bị phá hủy vào giữa tháng trước, con số đó sẽ tương đương với 5% lượng gạo mà Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, thiệt hại có thể còn tồi tệ hơn. Theo phân tích của Nomura dựa trên dữ liệu với những cánh đồng hoa màu bị ngập lụt mà chính phủ Trung Quốc công bố vào tháng trước, kể từ đó, diện tích đất trồng trọt bị thiệt hại đã tăng gần gấp đôi, theo Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc. Các nhà phân tích chỉ ra rằng giá ngô ở Trung Quốc đã tăng cao, tháng trước cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các nhà cung cấp dữ liệu SCI của Trung Quốc, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm. Trong khi đó, giá đậu tương cũng tăng vọt trong nửa đầu năm 2022, giá đậu tương trong nước đã tăng khoảng 30% so với cuối năm ngoái. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, các nhà phân tích từ Bao Trang Future, một công ty môi giới hợp đồng tương lai của Trung Quốc cho rằng sự tăng giá chủ yếu là do lo ngại về thời tiết khắc nghiệt ở các khu vực sản xuất đậu tương và sự bất ổn trong quan hệ Mỹ-Trung. Trung Quốc lập kỷ lục về lũ lụt nguy cấp từ đầu năm đến nay. Quý vị thân mến, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung Quốc đã trải qua 21 trận lũ lụt ở quy mô lớn. Theo Thời báo Hoàn Cầu, số lượng trận lũ lụt năm 2022 tính đến nay gấp 1,6 lần so với những năm trước, đạt kỷ lục lịch sử kể từ năm 1998. Lũ lụt xảy ra trên 6 lưu vực sông chính ở Trung Quốc, bao gồm sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, tổng cộng 833 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua mức cảnh báo, nhiều hơn 80% so với cùng kỳ năm 1998. Trong đó, 277 con sông đã vượt mức an toàn và 79 con sông đạt mức cao kỷ lục. Năm 2022, lượng mưa trung bình trên toàn quốc đạt 616mm, nhiều hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961. Dự báo trong 3 ngày tới, một số nơi ở khu vực phía Tây và phía Nam của Trung Quốc, bao gồm tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây sẽ xuất hiện mưa vừa và mưa to. Mực nước tại một số sông lớn ở Đông Bắc Trung Quốc vẫn ở mức cho phép hoặc mức cảnh báo. Bộ và các cơ quan chức năng cam kết sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát lũ, kiên cố các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ khi đang trong giai đoạn cuối mùa lũ. Trung Quốc vẫn duy trì ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở cấp 4, cấp thấp nhất trong thang 4 cấp. Hai nhóm thuộc Bộ Thủy lợi vẫn đang ở tỉnh Hóc Long Giang để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt của địa phương. Lũ lớn ập về làm vỡ đập trên sông lớn ở Hóc Long Giang. Kính thưa quý vị, con đập trên sông lớn ở Đông Bắc Trung Quốc xảy ra do lũ lụt ập tới khi mưa bão nhiều ngày đã bị vỡ hôm qua. Những đợt lũ lụt lớn ập tới trên sông Mậu Đơn hay Mậu Đơn Giang khiến một con đập bị vỡ ở huyện Yalan, ngoại ô Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc trong sáng hôm qua, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Đoạn bị vỡ của con đập trên sông Mậu Đơn lên tới khoảng 80m. Vụ vỡ đập trên sông Mậu Đơn xảy ra sau nhiều ngày mưa bão liên tục trong khu vực. Sông Mậu Đơn là chi lưu lớn nhất ở trung lưu của sông Tùng Hoa. Sông Mậu Đơn có chiều dài hơn 700km, chảy qua hai tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm của Trung Quốc. Thông tin về vụ vỡ đập ở Hắc Long Giang, Tân Hoa Xã cho biết thêm, giới chức đã sơ tán cư dân ngay trước khi lũ lụt nguy hiểm đe dọa. Cư dân ở hai làng ven sông được sơ tán tới các địa điểm an toàn, không có thương vong được ghi nhận sau vụ vỡ đập. Lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998 mà Trung Quốc phải đối mặt trong năm nay gây tổn thất lên tới hơn 29 tỷ đô la Mỹ. Hôm qua, Asia Insurance Review dẫn lời một quan chức Trung Quốc. Lũ lụt Trung Quốc năm 2022 đã ảnh hưởng đến gần 70 triệu người dân trên 28 tỉnh thành. Ông Liu Qiugang, quan chức Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc thông tin thêm. Theo ông, khoảng 751 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động và tình hình ở một số con sông lớn, trong đó có sông Dương Tử, sông Hoàng Hà cùng các hồ lớn như Hồ Thái Hồ đã dẫn tới lũ lụt. Đây là lần đầu tiên ba lưu vực sông lớn trong khu vực kể từ năm 1998, ông Lee nói, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ lụt tiếp tục xảy ra ở Trung Quốc trong mùa thu này. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Trung Quốc buộc phải xả lũ đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử do nước lũ dồn dập đổ về.
sông Dương Tử đã chứng kiến trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1981 do mưa lớn không ngừng. Lũ lụt cũng buộc giới chức phải sơ tán hơn 100.000 cư dân trong khu vực. Một quan chức Trung Quốc khác thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp, ông Yu Shenwen cho biết số người chết do lũ lụt năm nay thấp hơn, cụ thể là 271 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai, thấp hơn 49,8% so với mức trung bình của cùng kỳ trong vòng 5 năm qua. Ông lưu ý gần 4,7 triệu người được sơ tán tới những nơi an toàn trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm nay. Đây là con số cao nhất trong những năm gần đây. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.